Video này được mang đến cho bạn bởi content Nhật Minh và tôi còn quại Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ Hoặc khi bạn cần một cái gì đấy background để làm việc, học tập, rửa bát Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận Hoặc bạn có thể xem lại hai phần recap trước đấy của chúng tôi Với cú pháp The Godfather The Reviewer rồi quay lại đây xem tiếp để nhắc cho người xem nhớ rằng đây là phim về mafia đậm mùi máu me bạo lực từ hành trình tạo dựng sự nghiệp của cựu ông trùm đến công cuộc duy trì vị thế của ông trùm hiện tại là Michael Corleone đã 30 năm kể từ khi những sự kiện xảy ra ở phần 2 Michael Corleone ở hiện tại là một lão già cô độc với khối tài sản cách xù ở cái tuổi xế chiều này con người ta có xu hướng quay đầu về bờ bố già cũng không hề ngoại lệ suốt khoảng thời gian từ thanh xuân đến đỉnh cao của mình Michael bị xoay vòng vòng trong chốn thị phi thế giới ngầm nơi con người ta sát phạt tiêu diệt lẫn nhau Tuy là kẻ tiền ngập két nhưng hầu hết chúng được kiếm từ những hoạt động hắc ám Cho nên tiền này bị bẩn mà bẩn thì cần phải rửa Từ thiện ư cũng là một cách hay ấy chứ Nhưng miền Trung ở Mỹ thì không gặp ngập lụt Nên Michael đã lập một quỹ từ thiện tên Vito Coleon Với mục đích tài trợ cho những hoạt động công ích của giáo hội Nhờ đó mà danh tiếng và địa vị của ông Trùm ngày càng lớn nâng cao Nhận ngay huân chương danh giá từ giáo hội thế này thì sĩ phải biết Nhưng những thứ danh vọng đó làm sao mà bằng được gia đình Trong bữa tiệc nhận huân chương Michael đã gặp lại Kay, vợ cũ của ông trong khi ông trùm kiểu em vẫn đẹp như ngày tôi mất em Thì cây chỉ chuyển hướng cuộc trò chuyện qua mấy đứa con Như đã biết Trước khi trở thành bom men của thế giới underground Michael cũng là bố Kiểu bố theo đúng nghĩa đen của hai đứa con ấy. Trong khi đứa con gái út Mary thường xuyên giúp đỡ Michael ở các vấn đề ngoại giao Như kiểu thay mặt bố trao quỹ Vito Coleon cho nhà thờ thì ông anh Anthony lại không muốn liên quan một tí nào đến các công việc trong nhà. Anh ta bỏ dở trường luật để theo đuổi đam mê ca hát. Con nghĩ cứ cầm mic lên là thành ca sĩ à? Nó cũng đúng mà, còn danh sưng nào khác đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con thất bại? Con thà thất bại trên con đường mình chọn còn hơn thành công trên con đường khác. Thà con đi quay compa tại Dream House ta còn châm trước được chứ hát thì... Bố yên tâm, con mới nhận giấy mời từ anh trai say hello rồi. Hãy tiếp tục học luật đi. Không! Khi nhìn những người thân của mình quay lưng, Michael thấy cả thế giới đã mất đi. Ông đã hy vọng ngày hôm nay gia đình sẽ được hàn gắn Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì quá khứ dơ dáy trước đây dễ gì giấu giếm Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh Những gì mà Anthony đang làm hiện giờ chẳng khác gì Michael ngày xưa Cũng chối bỏ gia đình và đi làm điều mình muốn Thời trẻ ăn mặn thì về già khát nước Cuối cùng ông trùm cũng phải chấp nhận Quay trở lại với bữa tiệc cụ thể là chương trình giao lưu Kết nối bốn phương của Michael Coleon Bởi vì ai cũng muốn làm friends with benefit với bố già nên số lượng người ghé thăm rất là đông như ông này là một ví dụ tên trên giấy khai sinh là Zoe Zasa gác tới đây để gửi tặng cho Michael huân chương tới từ hiệp hội Milchi phần trao chỉ là khúc dạo đầu thôi chứ phần chính là Joey muốn nhờ ông trùm dạy dỗ lại cái thằng bố láo Vincent Mancini với khí khái của một nam tử hán đại trượng phu Michael trở thành người phán xử giảng hòa cho đôi bên nhân vật phản diện trong câu chuyện vừa rồi đã xuất hiện cùng Connie đứa em gái báo đời của Michael Vincent Mancini được Connie giới thiệu là con trai ngoài giá thú của Sonny Coleone Ông anh đã mất từ phần 1 của Michael Nhìn chung thì tính khí của khứa này chả khác gì ông bố đó Trung bình cứ 10 câu thoại thì Vincent sẽ hét khoảng 5 lần Khiến tôi còn tưởng mình đang xem phim của Leto Cuộc cãi vã giữa Joey và Vincent khiến cho không khí trong phòng trở nên căng dần đều Để hạ nhiệt sự phẫn nộ của hai người lửa Michael Coleon xin phép được kể một câu chuyện ngày sửa ngày xưa Có một con người đi trên đường và chửi đờ mờ mờ Michael Coleon thì hắn là một con chó Tôi vẫn chưa hiểu ý của Michael là gì Nhưng Zoe thì có Nên ông ta đã chấp nhận đứng dậy để giảng hòa với Vincent Nhưng khổ cái là ông này nhà lại gần biển Thích đem chuyện cũ ra khơi Đang giảng hòa ôm nhau thắm thiết Thì tự dưng lại gọi Vincent là đầu bùi giải rách Như bị chạm vào điểm G Vincent cosplay Mike Tyson xăm vài vết răng lên tai đối phương Sờ tinh sờ tơ bắn tùm lum luôn Trước tình hình đó Michael vội cho Joey cút đi tiêm phòng còn về phần mình thì chửi cho thằng cháu trai một trận vì cái thái độ thiếu kiểm chế nhưng cũng ấn tượng đấy chứ. Michael quyết định sẽ cho khứa cháu mới nhận này một cơ hội trở thành thành viên chính thức của nhà cô Leon. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ai về nhà nấy phun tha. Còn mấy tên sát thủ đột nhập vào nhà Vincent thì về nhà vào mùng 1 và 10 rằm. Chúng được Zoe ra xa phái đến để ám sát Vincent nhưng do vấn đề kỹ năng, từ vị trí đi săn lại thành bị săn, đã thế còn khai luôn kẻ chủ mưu. Sau khi làm thêm nháy nữa với bạn tình, Vincent nhanh chóng đến mách Michael, nhưng thay vì dành cho khứa cháu lời khen, Ông Trùm chỉ mắng Vincent vì hành động không khác gì ông bố Vincent cộng một bài học Còn Michael cộng nhiều rắc rối với hội đồng thành phố Con đường hợp pháp hóa kinh doanh của gia đình cô Leon chẳng có gì là dễ dàng Nhất là khi đối với việc một thành viên trong nhà hôm qua vừa mới bổ sung thêm hai nhân sự xuống dưới địa phủ Tuy nhiên nếu mua được 25% cổ phần của tòa thánh Vatican trong Immobilier Một công ty lâu đời của châu Âu về bất động sản quốc tế thì Michael không chỉ lọt vào danh sách top những đại gia của thế giới Mà còn có ngay máy rửa quá khứ sạch nhất mọi thời đại Quá khứ có dơ giấy đến đâu thì cũng được làm trắng Nhưng cái giá cho toàn bộ điều đó chính là 600 triệu USD Theo yêu cầu từ phía giám mục Gilday Người đã đẩy tòa thánh vào chỗ nợ nần vì khả năng quản lý quá yếu kém Ngay sau đó tin tức về màn thu mua trở thành tâm điểm trên các mặt báo Truyền cảnh Một cuộc họp giữa các cổ đông được diễn ra Để thông báo về thương vụ đầu tư vào Immobilier của Michael Chúng ta sẽ đầu tư trực tiếp vào Immobilier quốc tế Có ai có ý kiến gì không? Này em, em có ý kiến À thế là không ai có ý kiến gì cả thương vụ được thông qua Nhưng phía những mafia già tại New York thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng Thứ nhất Michael ký được cái hợp đồng béo bở Thứ hai ông ta có thể rút lui được khỏi thế giới ngầm Thứ ba mua áo trùm cuối đi các viewer ơi áo đẹp mà còn phát sân nữa Thứ tư là gia nhập vào tổ đội phim này hay phết trên Facebook đi các bạn hỡi Để mọi thứ diễn ra được trôi chảy Nhà Cô cũng cần có sự ủng hộ của các mafia già Nên một cuộc họp đã được tổ chức tại thành phố Atlantic Tại đây Michael quyết định sẽ thể hiện tình anh em hữu nghị Bằng cách chia cho mỗi người một khoản từ lợi nhuận từ việc bán các sòng bạc Duy chỉ có Zoe ra xa là không có đồng nào Giận tím người với quyết định của bố già Zoe dỗi bỏ ra ngoài Nhưng trước khi đi không quên để lại một lời tuyên chiến với Michael Rằng những người trong cuộc họp sẽ chỉ được lựa chọn một trong hai ông ta hoặc michael dù sao thì joey cũng là người quản lý các sóng bài nên anh ta biết cách kiếm ra tiền nhưng michael thì lại là chủ cơ hmm. câu hỏi này còn khó hơn cả em với mẹ anh rơi xuống nước thì anh chọn ai nên sau khi joey rời đi thì cái ông này lại phải chạy theo để dỗ ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì từ trên trời một chiếc trực thăng xuất hiện sấy không tiếc đạn về phía cuộc họp tiễn vô số sinh mạng lên đường về miền cực nhọc suýt chút nữa michael cũng gia nhập tổ đội đấy luôn nếu không có sự support của vincent Trở về nhà sau tình huống ngàn cân treo sợi tóc Bố già không khỏi tức giận với những kẻ chủ mưu Còn ai trồng khoai đất này nữa ngoài thằng dâu Nhưng hắn chỉ là công cụ mà thôi Kẻ giao kiếm cho hắn hẳn phải là một tai to trong giới Chính xác thì kẻ đó phải là Don Bello, Một chùm mafia khác tại New York Chính lão đã đến gặp Michael và báo cho bố già biết về sự bất mãn của các cổ đông Khiến Michael buộc phải mở cuộc họp Tưởng như đã có thể bước chân ra khỏi thế giới hắc ám Thì lũ chết tiệt ấy lại kéo ông quay trở lại Michael chuyển hóa dần thành người lửa giận dữ khiến cho bệnh tật được đà lên cơn phải ship khẩn cấp tới bệnh viện tỉnh dậy sau cơn hôn mê người đầu tiên michael gặp là cây đây là lần đầu tiên cây chứng kiến một michael yếu đuối đến vậy từ trước đến nay cả khi có làm quân nhân hay khi đã làm ông trùm michael đều không để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác thấy nhưng bây giờ tuổi cao sức đã kiệt có muốn che giấu cũng không thể nhưng kể cả thế thì cuộc đời michael vẫn chưa hết thứ để lo vì con gái của ông mary đã đến gặp vincent trước đó tại bữa tiệc thân mật cả hai đã có dịp nói chuyện với nhau mắt chớp chớp mồm đớp đớp thế này thì bảo làm sao đang trao đổi thính qua lại thì mary đã bận thay bố đi trao quỹ từ thiện nên vincent mới chuyển đối tượng qua cô phóng viên nếu bạn đang thắc mắc anh này cung gì mà đỏ thế thì đáp án là cung trồn đúng vậy mary và vincent đã chấm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và bây giờ khi có cơ hội gặp lại họ không ngại ngần mà thể hiện tình cảm dù có họ khá là gần wow well, một vòng tròn nhỏ tí xíu đã được vẽ ra một thời gian sau lễ hội đường phố được tổ chức ai nấy cũng đều náo nhiệt vui vẻ từ những người dân thường cho đến Zoe ra xa Dù có bị một trái bóng đập trúng người nhưng vẫn vui vẻ bỏ qua Để hòa chung không khí lễ hội ấy Vincent và đồng bọn quyết định góp thêm nhộn nhịp bằng màn pháo hoa bắn theo phương Nga với mục tiêu chính là Zoe và đám vệ sĩ Kẻ phản bội hẹo ngay tại chỗ Còn Vincent thì ăn ngay một khóa chửi cấp tốc của Michael Vì thêm lần nữa dám tự ý hành động Ok việc này có thể bỏ qua Chứ việc thằng cháu tà lừa với con gái ông là một cái tội đáng bị thiến Nể ông anh nên Michael mới yêu cầu thằng cháu chấm dứt ngay mối quan hệ lòng vòng này Tất cả là vì sự an toàn của Mary Bẵng đi một thời gian Don Bello xuất hiện trong phòng bệnh của Michael Và khuyên bố già nên về nghỉ hưu để giữ sức khỏe Nhưng Michael thì lại chẳng đi dép xỏ ngón trong bụng ông ta rồi Nên hẹn nhau một ngày gặp lại ở Sicily sau khi tình hình bệnh tật đã khởi sắc michael lập tức trở về sicily để kịp tham dự buổi diễn opera đầu tiên của Anthony tại đây michael cũng lên một kế hoạch với vincent đầu tiên vincent chỉ cần giả vờ như là mình đã ra khỏi nhà coleon và về phe của don altobello mục đích chính là để thăm dò sự liên quan của lão này trong vụ xả súng sát ở thành phố atlantic vốn đã chờ đợi ngày này từ lâu don altobello ngay lập tức mắc mưu michael ông ta giới thiệu vincent với lukesi cũng là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện nhất là việc ngăn cản michael mua lại cổ phần của immobilier về phần michael ông đến thăm hồng y lamberto Người có khả năng cao sẽ trở thành giáo hoàng trong tương lai, mà như thế thì cũng đồng nghĩa là 25% cổ phần của Vatican trong Immobilier mà Michael đã mua lại sẽ được chuyển nhượng sang cho giáo hoàng mới. Giờ chỉ cần làm thân với ông này rồi chờ ông ấy nhậm chức là Michael hoàn toàn có thể nhận được 25% cổ phần đó, đúng như dự đoán. Đức giáo hoàng Paul đệ tứ qua đời, Hồng y Lamberto là người thay thế. Âm mưu ngăn chặn Michael của Lukesi đổ bể, nhưng phe phản diện vẫn còn plan B, thuê sát thủ để xử Michael. Nhưng vấn đề là thuê ai? Vì cái danh ông trùm nhà Coleon rõ ràng không phải cho đùa Don auto Bello đến tìm một cụ sát thủ có số má trong giới Từng hợp tác với mình trong quá khứ Cụ này thì uy tín trình độ cao và hơn cả là không ngán một ai Kể cả khi mục tiêu có là ông chùm nhà cô Leon thì chẳng nữa Nghe nguy hiểm phết ấy Đã thế thì đổi ông chùm thôi Michael nghỉ hưu Vincent một bước lên hương Trở thành giờ châu giật quan với điều kiện là anh phải chia tay Mary. Tất nhiên là Vincent cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Gái thì còn nhiều chứ chân ông Trùm là có một mà thôi. Sau khi quá trình chuyển giao quyền lực được hoàn tất, Vincent bây giờ đã là Vincent Coleon. Như vậy, súng đã lên nòng, chỉ còn chờ người bắn. Ngày hôm sau, buổi diễn opera thứ hai của Anthony được tổ chức. Khách tham gia ngoài Michael và gia đình thì còn có Don Autobelo. Tại đây ông ta đã gặp Connie và được tặng cho cái bánh cannoli buổi biểu diễn cứ diễn dưới này cuộc trả thù do vincent dàn xếp vẫn cứ diễn ra với mạng đầu tiên là thằng chủ nhà băng người thực sự chết trên đống tiền sau đó đến phiên don autobelo một ví dụ chân thực tại sao mẹ dặn không ăn đồ người khác đưa cho tổng giám mục gil đây uh, chết do bị bắn và cuối cùng là luke C. john wick nhưng mà thay vì dùng bút thì họ dùng kính tất cả kẻ thù của michael đều đã bị hạ nhưng mà khoan gã sát thủ mà don autobelo đã thuê để giết michael vẫn còn đang lảng vảng ở trong nhà hát sau khi đột nhập vào bên trong hắn đã thành công trong việc tiễn hai vệ sĩ do vincent sắp xếp đi hít nhang nhưng lại thất bại trong việc ám sát mục tiêu chính vì còn kịp làm gì khi mà vở opera đã kết thúc toàn bộ người xem đều đã đứng dậy và bước ra ngoài ám sát trong một không gian kín và nhiều người qua lại như thế này không phải là một ý kiến hay nên tên sát thủ đã quyết định ám sát michael tại một nơi có nhiều người qua lại nhưng mà phải là không gian mở ví dụ như là ngay trước cửa nhà hát chẳng hạn bùm bùm chiu chiu Tiếng súng vang lên, phát thứ nhất xuyên qua vai Michael, nhưng đường đạn thứ hai lại bị Mary đỡ được. Viên đạn găm trúng tim cô. Mary ngã xuống, kéo theo cả sức chịu đựng của một người bố. Michael ôm lấy con gái khóc thảm thiết. Mọi vật xung quanh dường như tĩnh lại để mặc niệm cho cô gái xấu xố đã phải qua đời vì những cuộc ẩu đả trong thế giới ngầm nhiều năm trôi qua. Michael Coleon, ông trùm của nhà Coleon một thời, giờ đã già nua, yếu ớt tại sân vườn nơi ông từng lớn lên. Giờ đây cũng là nơi mà ông sẽ ngã xuống. Bên cạnh Michael chỉ có một con chó sự cô đơn này chính là cái giá cho việc trở thành một ông chủ mafia một bộ phim rất hay về mafia đến đây là hết cảm ơn các bạn đã theo dõi bây giờ thì tôi còn quại xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo